xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn dành ít phút cùng VTC1 cập nhật những tin tức thời sự lúc 15 giờ chiều ngày 17 tháng 2. Sáng hôm nay 17 tháng 2, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam đã dựng lại hiện trường vụ cha ôm con gái 5 tuổi ném xuống sông Trường Giang ở xã Tam Hải, huyện Núi Thành, gây rúng động dư luận. Liên quan đến vụ việc này, vào khoảng 0 giờ 15 phút cùng ngày, thi thể của cháu Trần Lê Yến Vi sinh năm 2017 đã được tìm thấy cách nơi nạn nhân bị cha ruột là Trần Văn Viên sinh năm 1992 ở xã Tam Hải ném xuống sông khoảng 50m. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm nay, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án. Thời điểm xảy ra vụ việc khá vắng vẻ nên không có ai ứng cứu cháu bé. Sau khi ném con, Viên quay về nhà kể lại sự việc cho mẹ mình nghe rồi đến công an xã trình diện. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến nửa đêm qua thi thể của cháu Vi đã được tìm thấy. Qua tìm hiểu từ người thân của đối tượng, được biết nguyên nhân ban đầu được xác định là do Viên cãi nhau với vợ vì ghen tuông. Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng hôm nay 17 tháng 2, một chiếc xe tải đang lưu thông theo hướng Nam Bắc trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Khi đến đoạn km 97 thuộc địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bất ngờ bốc cháy dữ dội. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Quảng Nam đã điều động phương tiện và lực lượng lên hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi, phần đầu chiếc xe tải gần như đã bị thiêu rụi. Rất may, vụ tai nạn không thiệt hại về người. Tại hiện trường, chiếc xe tải chở một khối lượng bắp trái mới vừa thu hoạch và hầu hết là đã bị cháy hư hỏng, gây thiệt hại nặng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo là xu thế xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm nay sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019-2020. Cụ thể, từ nay cho đến ngày 20 tháng 2, ở thượng nguồn sông Mekong và khu vực Nam Bộ sẽ phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Trong khi đó, mực nước thủy triều phía biển Tây, trạm Phú Quốc có xu thế tăng dần. Mực nước chiều cao nhất dao động ở khoảng 1,30-1,31m trong các ngày 19 và 20 tháng 2, với đỉnh chiều là 1,31m. Trong ngày 20 tháng 2, thời gian xuất hiện từ ngày 20 đến 22 giờ. Với diễn biến nói trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo xâm nhập mặn từ nay cho đến 20 tháng 2 có xu thế tăng dần vào những ngày cuối tuần. Độ mặn tại các trạm phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng 2 năm 2021. Cấp độ rủi ro thiên tai ở đồng bằng sông Cửu Long ở cấp 1, cấp 2. Cục Hàng không Việt Nam cho biết là vừa phát hành điện văn qua đường hàng không để thông báo tới các hãng hàng không và người khai thác tàu bay trên toàn thế giới việc Việt Nam dỡ bỏ toàn bộ các hạn chế về việc vận chuyển hàng và hành khách bằng đường hàng không. Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài được phép khai thác với tần suất và đường bay giữa Việt Nam và các quốc gia vùng lãnh thổ trên cơ sở các thỏa thuận tại Hiệp định Hàng không song phương, đa phương đã ký kết. Cục Hàng không Việt Nam cũng gửi thư trực tiếp tới các nhà chức trách hàng không của các quốc gia vùng lãnh thổ nằm trong danh sách thị trường bay thí điểm trong giai đoạn đầu và từ ngày 15 tháng 2 năm 2022 là tất cả các thị trường mà các hãng đã khai thác trước Covid-19 để khôi phục các đường bay quốc tế thường lệ chở khách đến Việt Nam. Hành khách khi nhập cảnh Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế thực hiện các quy định hiện hành về nhập cảnh và phòng chống dịch. Giá vàng trong nước sáng hôm nay đảo chiều tăng mạnh vượt mốc 63 triệu đồng một lượng khi vàng thế giới hồi phục trở lại. Cụ thể là sau khi giảm 50.000 đồng một lượng trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng hôm nay ngày 17 tháng 2 tại Hà Nội đã đảo chiều tăng 250.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra. Hiện niêm yết lần lượt ở mức 62,45 đến 63,07 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC niêm yết ở mức 62,45 đến 63,05 triệu một đồng một lượng. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng nay đều tăng 100.000 đồng một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với ngày hôm qua. Hiện đứng ở mức 53,67 đến 54,32 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Với mức giá khoảng 1.870,2 đô la một ounce ở thời điểm hiện tại thì giá vàng thế giới quy đổi sang Việt Nam đồng đã tính thuế và phí gia công đang ở mức là 52,24 triệu đồng một lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 10,83 triệu đồng một lượng. Chuyển sang phần tin quốc tế, nữ hoàng Anh Elizabeth II đã thừa nhận về tình trạng sức khỏe của mình trong cuộc tiếp kiến các quan chức quốc phòng tại lâu đài Windsor vào hôm 16 tháng 2. Theo truyền thông Anh thì câu trả lời của nữ hoàng Anh được hiểu là bà đang cảm thấy căng cứng chân chứ không phải là bị bệnh hay là chấn thương. Vào tháng 10 năm ngoái, nữ hoàng Elizabeth II đã phải nằm viện một đêm và hạn chế khối lượng công việc chính thức trong vài tuần. Sau đó, một chấn thương ở lưng đã khiến cho nữ hoàng không thể tham dự các buổi lễ kỷ niệm trong tháng 11. Nhà đấu giá Sotheby's, một trong những công ty đấu giá uy tín trên thế giới với tuổi đời gần 300 năm, thông báo là viên kim cương xanh quý giá hơn 15 carat sẽ được bán đấu giá tại Hồng Kông, Trung Quốc vào tháng 4 tới.
Viên kim cương này được khai thác vào năm 2021 tại mỏ Cullinan của Nam Phi, một trong số ít mỏ có kim cương xanh cực kỳ quý hiếm trên thế giới. Ước tính là viên kim cương này có giá hơn 48 triệu đô la. Theo các chuyên gia, viên kim cương quý giá ở nhiều điểm có kích cỡ lớn hơn tới 15 carat, có màu xanh dương rực rỡ, đặc biệt là vết cắt khiến viên kim cương càng trở nên độc đáo. Viện nghiên cứu đá quý Mỹ cho biết là chưa tới 1% các viên kim cương xanh mà cơ quan này thẩm định có màu này. Nhiều bãi biển ở thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia đã phải đóng cửa kể từ ngày hôm nay 17 tháng 2 sau vụ việc một người đi bơi bị cá mập tấn công gây tử vong vào chiều hôm qua. Theo thông tin từ giới chức địa phương, nạn nhân gặp nạn khi đang bơi gần bờ biển Little Bay, vùng ngoại ô cách trung tâm Sydney 14 km về phía đông nam. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do cá mập tấn công ở Sydney kể từ năm 1963. Các nhân viên cảnh sát, y tế và cứu hộ đã có mặt ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, song nạn nhân đã tử vong do nhiều vết thương quá nặng. Trên kênh truyền hình địa phương Nine News, ngư dân Chris Linto thông tin là nạn nhân đã bị tấn công trực diện bởi một con cá mập trắng lớn và ước tính dài 4,5 mét. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đã đưa ra hướng dẫn về việc nếu một người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, họ cần cách ly tại nhà ít nhất là 5 ngày và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong ít nhất 10 ngày, bất kể tình trạng tiêm chủng như thế nào. Điều này có nghĩa là sau 5 ngày, một người không có triệu chứng có thể kết thúc cách ly nếu vẫn đeo khẩu trang khít mặt khi tiếp xúc với những người khác trong vòng 5 ngày nữa. Tuy nhiên, CDC Mỹ không khuyến nghị lặp lại việc xét nghiệm COVID-19 cho những người đã khỏi bệnh là vì nhiều người có thể tiếp tục cho kết quả dương tính trong nhiều tháng. Người dân có thể lặp lại xét nghiệm khi cảm thấy mình vẫn dương tính ngay cả khi triệu chứng đã cải thiện. Những người này cần phải hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Trước dấu hiệu của đợt dịch thứ 5 ở Hồng Kông vẫn tiếp tục lan rộng và tăng mạnh, hàng loạt hãng truyền thông tại đây cho biết là chính quyền đặc khu đã quyết định tiến hành 3 đợt xét nghiệm bắt buộc đối với toàn bộ 7,5 triệu công dân Hồng Kông vào đầu tháng 3. Theo đó, các nhà chức trách sẽ chia ngày xét nghiệm theo số thẻ căn cước của người dân và mỗi người sẽ phải xét nghiệm 3 lần. Dự kiến việc xét nghiệm cho 7,5 triệu dân sẽ hoàn thành trong một tuần và tiến hành liên tục trong vòng 3 tuần. Động thái trên được Hồng Kông đưa ra sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên chỉ thị chính quyền đặc khu phải chịu trách nhiệm chính và coi ổn định kiểm soát sớm dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng nhất của vùng lãnh thổ này hiện nay. Căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Nga và phương Tây trong thời gian gần đây khi mà Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine dù Nga liên tục bác bỏ. Mỹ và một số quốc gia châu Âu thậm chí đã đề nghị công dân của mình rời khỏi Ukraine. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, tại thủ đô Kiev, cuộc sống của người dân vẫn diễn ra như thường lệ. Nhiều người không tin vào khả năng Nga tấn công Ukraine. Tuy các nỗ lực ngoại giao không kỳ vọng sẽ đạt được bước đột phá, nhưng bản thân người trong cuộc cũng không quá lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh. Trên các đường phố của thủ đô Kiev, không có dấu hiệu nào cho thấy người dân Ukraine lo ngại xảy ra chiến tranh, các cửa hàng vẫn mở như thường lệ. Ông Vasily làm việc tại một khu chợ gần khu thương mại sầm uất ở Kiev cho biết cuộc sống của ông cũng như những người dân địa phương không bị ảnh hưởng. Tôi không nghĩ sẽ xảy ra chiến tranh chỉ trên truyền thông. Với tư cách là một cựu quân nhân, tôi nghĩ tình hình đã bị phóng đại. Tiến hành một cuộc chiến tranh cần có sự hỗ trợ hậu cần và dịch vụ y tế đầy đủ. Hiện tại chúng tôi không thấy có dấu hiệu. Đồng tiền của Ukraine vẫn ổn định so với đồng đô la Mỹ, không có sự sụt giảm đáng kể trong những ngày gần đây. Phía Nga vẫn luôn nhấn mạnh quan điểm không có bất cứ kế hoạch quân sự nào nhằm vào Ukraine và phản đối mọi kế hoạch mở rộng về phía đông của NATO. Vào ngày 15 tháng 2, số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt qua mốc 4 triệu người kể từ khi phát hiện ca mắc đầu tiên vào ngày 16 tháng 1 năm 2020. Từ thời điểm đó đến nay, Nhật Bản đã chứng kiến 6 làn sóng lây nhiễm COVID-19. Ở làn sóng lây nhiễm hiện tại, biến thể Omicron đang bao phủ gần như toàn bộ đại diện của Nhật Bản. Và đáng chú ý là trong khi phải mất 1 năm 7 tháng để Nhật Bản ghi nhận số ca mắc COVID-19 thứ 1 triệu và 5 tháng sau đó thì ca mắc bệnh thứ 2 triệu. Trong đầu năm 2022 này, chỉ mất khoảng 2 tuần để Nhật Bản cán mốc 3 triệu và 12 ngày cho ca bệnh thứ 4 triệu. Trong khi đó, chính quyền thành phố New York của Mỹ đã thông báo sa thải hơn 1.400 nhân viên công vụ của bang vì họ không tuân thủ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Thị trưởng của New York đã nhấn mạnh các nhân viên nhà nước là những người làm việc ở tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Do đó, họ cần chứng tỏ việc sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người dân New York và bảo vệ chính bản thân mình bằng cách tiêm vaccine. Quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho nhân viên nhà nước là chính sách có từ thời cựu thị trưởng Bill de Blasio. Vào cuối năm ngoái, hơn 10.000 nhân viên đã không tuân thủ quy định này.
Tại thành phố New York hiện có khoảng 400.000 người lao động đang làm việc trong các cơ quan nhà nước của thành phố.